Chào bạn, bạn đang nghe chương trình Thông điệp mỗi ngày được phát sóng trên CAD Radio và hôm nay là số phát hành 24 vào ngày 18 tháng 4 2024. Mời quý khán thính giả gần xa cùng nghe thông điệp ngày hôm nay của bạn nhé. Trong mỗi lúc bạn cảm thấy thật khó khăn khi ra một quyết định nào đó, không biết lựa chọn cái A hay cái B mới đúng, không biết nên tiến hay nên lùi, tiếp tục hay dừng lại, thì có thể bạn sẽ dùng cách này và đưa ra lựa chọn dễ dàng hơn. Đầu tiên bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe mình. Tự hỏi bản thân rằng mình muốn điều gì. Và bạn hãy nghe trái tim của mình mách bảo. Chính trái tim của bạn sẽ cho bạn đáp án mà sau này bạn không phải hối hận. Hãy lắng nghe trái tim mình vào những giây phút cam go của cuộc đời. Hãy thật sự lắng nghe một cách tập trung và chân thành bạn nhé. Đừng lý trí quá trong những vấn đề mà chúng ta mang tầm vóc lớn lao. Bởi vì khi lắng nghe trái tim mình một cách chân thành và kiên định, bạn sẽ có những quyết định mà cho dù nó có sai đi nữa, bạn cũng sẽ rất hài lòng vì tại thời điểm đó bạn đã làm được cái điều mà bạn thật tâm mong muốn. Lý trí là để dùng cho lúc các bạn sợ mình phạm phải sai lầm, làm những điều trái với lương tâm và pháp luật. Còn trái tim sẽ giúp bạn đi đến con đường tìm thấy được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Lý trí và con tim sẽ giống như chân thắng và chân ga trên hành trình của mình. Con tim sẽ giúp bạn đi xa, đi nhanh và có một hành trình tuyệt vời. Còn lý trí sẽ giúp bạn dừng lại trước những quyết định khiến mình hối hận về sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông điệp ngày hôm nay và chúc bạn có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Tạm biệt.